Video tắt máy cho anh Vũ này. Của anh đang báo đang bay là tự rơi nhé. Thì em kiểm tra tí để em treo xem có phải do pin không nhá. Đây thì hôm qua em test thì không thấy GPS này. Em thay mạch GPS cho anh rồi. Đây, máy em đã kết nối này. Đèn đợi đủ GPS đấy này. Đèn đứng im này. Đây, nhẹ chân về. Em lên xuống này. Em test chức năng bay cho anh nhé. Máy giữ vị trí ổn định này, chức năng tiến lùi trái phải. Thì em sẽ treo tầm 5 phút đến khi nào pin nhé, xem máy có tự rơi không. Đây em đang treo được 3 phút rồi này. Thì cái phần đang bay tự rơi có thể là do mạch GPS của anh lỗi. Thank you.
quay được 5 phút rồi này. Quá giữ vị trí ổn định anh nhá. Máy video tự vì dân hôm nhé. Đấy, anh kiểm tra là máy vẫn ok đó. Có thể do GPS của anh bị lỗi. Máy tự rời.